Hello, mình xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với kênh của Jenny. Hôm nay nhà mình làm ghẹ ngâm muối. Ghẹ ngâm muối này mình làm giống như là mình làm ba khía vậy các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình không có ba khía cho nên mình sẽ lấy con ghẹ mình thay thế. Ghẹ này trước khi mình ngâm muối thì mình sẽ rửa sơ qua cho nó sạch nha. Mùi tâm thôi. Rồi còn chị làm cái kia chị rửa ba khía cũng vậy thôi. Chị rửa cho nó sạch những cái nhiều khi nó dính cùng cái gì thôi. Đồ thì mình bỏ 5 muỗng muối. 5 muỗng muối này. Khi nào chị làm chị hỏi em. Đây khoảng 2 lít nước. Khóa tan cho nó tan hết 5. Luôn. Trong này có muối có gì đâu mà. Không, muối không mà chị. Muối thôi à. Mình bỏ con ghẹ vô đây mình ngâm. Mình ngâm khoảng bao lâu? 3 ngày. Để ngoài hay để tủ lạnh? Không, để ngoài 3 ngày. 3 ngày xong rồi nó chết rồi đi vô chị mới kỳ rửa. Rửa xong xuôi mằn mai mằn yếm nó đồ ra xong sạch sẽ rồi nấu nước sôi trộn đó, muối nó hòa tan này nè. Mình cũng trộn ngâm sống luôn vậy hả? Dạ. Con ba ký này cũng vậy luôn. Mình ngâm vô đây nó chết rồi nè. Chết sao? Wow, nó còn que cà que giờ ngâm vô đây. Xí mình ngâm hơi nước muối hơi nó chết. Nó kẹp. No, em đừng thò tay vô kẹp em á. Dạ, cái này nó chết nó chìm xuống. Ok, giờ mình ngâm như vậy thì mình để 3 ngày. Dạ, bây giờ nó đậy nắp lại đợi trong vòng 3 ngày. Ngâm con này là phải ngâm sống chứ không có được ngâm chết. Xong tí mình làm xong mình đậy lại. Đừng có bò đi. Dạ thì tí mình phải đậy kín phải không? Đậy kín lại mình đè cái mấy cái càng nó cho nó nằm xuống là nó hết. Bây giờ đậy lại, mình để đây trong vòng 3 ngày. Ghẹ này mình ngâm được 3 ngày rồi, các bạn thấy cái nước nó đục như vậy nè. Thì bây giờ thì mình sẽ đi rửa sạch sẽ lại và bắt đầu mình trần qua nước sôi. Rồi con bỏ dưới đi con. Bây giờ lột ra rửa sạch sẽ thôi. Nghe mùi. Thì ngâm xong sau 3 ngày lấy ra rửa sạch sẽ mà. Ồ, ngày này là thấm luôn á. Ồ, nếu mà mình làm ba khía mình Việt Nam giống như trang gì luôn. Ồ, cái này là thấm mùi luôn á. Wow, làm 3 ngày vậy nè. Rửa từ con. Mà nếu mà làm ba khía cũng vậy luôn. Dạ, ba khía không thấy ba trà rửa. Ở bên bển không có cái bàn trà. Rửa sạch sẽ. Không có bàn trà, nó vẫn có. Đồ rửa chén thì mình nó sạch mình chưa xài, giờ mình lấy mình xài trà nó. Trà cái này sạch hơn. Cho nó ra mấy viên. Mấy cái gông riêu này kia nọ. Nếu mà bà khiến rửa thì con biết mà. Trời ơi, em mầm cực lắm. Chứ ở ngoài đường, chợ người ta bán xô bồ lắm chị ơi. Thôi, tìm dễ dàng tay rửa con. Dạ. Cái nước bà khiến chị thấy nó trộn, nó đen phùi lùi à. Nhìn cái gì, ok kia nè. Rửa thêm bằng nước cho sạch xong. Rồi giờ tháo càng ra luôn hả? Rồi giờ tháo càng ra luôn. Tháo từ cái đó bỏ ra lấy. Đó. Cái gạch lấy. Mang lại mấy cái gông điêu này kia lấy ra hết lấy. Thôi chuẩn nước tôi nữa. Bác khí em cũng chuẩn cho chị nước tôi nè. Thôi này phải cắt cái lòng hai. Mẹ mình cắt nhỏ như vậy nè, để một tí nữa mình trộn cho thấm. Đổ nước sôi vô trụng nó cho nó.
cho nó tái là cho nó chín. Không chị, cho nó sập hả? Ấy thôi rồi bắt đầu đổ nước đi nè. Ồ. Chín cho nó sập cái gì? Dạ. Trộn nước sôi để khoảng 5 phút thôi. Dạ, để cho nó ráo mình trộn. Ờ, trộn luôn, trộn nước sôi này để khoảng 5 phút. Không, trộn nước sôi vô liền à. Ờ. Rồi mình xả nước kia vô liền luôn. Cho nó ấm ấm thôi. Dạ. Xong mình để cho nó khô ráo rồi mình trộn. Mình trộn khoảng mấy ngày mới ăn được? 3 ngày. 3 ngày. Này cái nào bự quá mình cắt nhỏ ra. Cho nó thấm. Cái này nó bự hơn con ba khía nhiều cho nên là bự quá luôn. Là bự rồi cắt anh nếu ba khía mình để nguyên luôn mà mình khỏi. Em chỉ tứ từ kẹp. Không, ba khía em tước gì nè. Ồ cái tước tước. Đó. Ồ. Chị thấy con nào con ấy em tước cho chị từng miếng không? Ồ cứ tước từ càng thôi. Đó nó đi theo sới thịt luôn. Ồ cái này thì mình ấy ra kiểu này thôi. Cái này không có ấy được. Ồ cái nào bự quá thì càng thì cắt nhỏ ra. Ba khía này em cầm em xé gì nó mềm lắm. Ừ, cứ xé. Một ba khía chắc nó mềm hơn con này cứng. Con này nó hơi cứng. Cái nhỏ nha. Cái này là 5 con ghẹ. 5 con. Từng tí mình chọn với lại bao nhiêu muỗng đường nha. Cái này khoảng 5 muỗng đường. Hả? Không có đâu. 6 muỗng. Thôi cho 5 muỗng thôi. Thôi cái này khoảng 5 muỗng đường. 5 muỗng ăn cơm. 5 muỗng canh đường. Ừ. Cái này cũng khoảng 5 muỗng canh chanh. Dạ. Với lại tỏi ớt. Này con nào bự cắt nhỏ nhỏ ra. Còn không thì miếng ba khía mình cứ xước gì là được rồi. Cứ xước nhỏ nhỏ mà cái con này thì nó bự cho nên mình phải cắt nhỏ nhỏ giống như cho một tí trộn cho nó thấm. Xong bây giờ trước bỏ tiên nè. Rồi trước tiên thì bỏ nửa đường vô trước, cái này là khoảng 5 muỗng đường. Rồi chanh khoảng 5 muỗng chanh. Ở ngoài chợ người ta làm tao kiểu mình nó cũng em ấy em làm sao mà em làm cái chị coi gì nha. Ờ nó ở bển em cũng vậy, em có cái sạn bự em bỏ vô cái thao bự. Ờ lấy cái sạn trộn trộn cho thấm cái bể này khoảng 3 ngày chứ ăn được thì thôi. Bận hồi em còn ngào tới ngào lui nữa còn tỏi ớt có nhiêu bỏ hết nhá. Không nguyên một củ tỏi luôn không tới lấy làm còn dư chứ. Ờ tỏi ớt bỏ vô. Nếu mà khi nào mình ăn thì nếu mà nó chưa đủ chua thì cứ bỏ chanh vô. Ừ. Cái này chị nghĩ tỏi ớt nhiều nó ngon. Đúng. Đây. Cái này là chị làm là chị phải cần tỏi ớt nhiều nha. Tỏi ớt nhiều cho nó thơm cái mùi. Ghế là mà Mỹ. 2 ngày này mình ăn được nha. Cái này 2-3 ngày thì nó thấm gia vị thì mình ăn được. Thì cái này thì mình trộn với lại đổi làm đu đủ hay là xoài, xoài xanh á, xoài xanh bào ra trộn với này hay là đu đủ về mình làm đổi. Dạ, bắt đầu mình trộn mình bỏ vô đây, nếu mà có lon thì bỏ vô, còn không bỏ này. Thì kệ mình bỏ vô keo. Bỏ vô keo cũng không được. Cái này để tủ lạnh ha. Dạ. Lại bỏ tủ lạnh khoảng 3 ngày sau là ăn được. Để cho nó thấm nha. Để cho nó thấm. Em đem này nó vừa ăn. Rồi đậy nắp lại để trong vòng 3 ngày ăn. Ngon. Rồi sao đi ăn thử ngon con. Lấy ớt kia, không biết ớt thì lấy ớt kia. Đụm luôn. Ngon Phúc. Dạ ngon. Ngon. Mặn không? Nó mềm. Mặn. Nó giống như ba khía Việt Nam không? Dạ nó giống. Nó ngon.
Đưa lấy bỏ yên cái cà nhỏ nhỏ. Nhiều lửa nhỏ nhỏ. Nó chua không? Cay à? Nó chỉ cay luôn. Nó lửa càng nhỏ. Này, thử miếng nè. Cái này thử là giống bà kia Việt Nam không? Cái này ngon, cái thịt nó nhiều hơn là bà kia không? Cay quá, cay quá, cay quá. Nhỏ cay quá trời luôn. Cay không? Dạ không quá bình thường. Cái này bữa đó mình chọn mấy ngày? 3 ngày. Nữa này thôi, nó chưa chua phải không con? Ủa? Nếu mà ai ăn chua thì chọn thêm miếng chanh. Chứ chị thấy nếu mà ăn không thì ăn cái cơm không cũng ngon. Rồi, nhưng mà cái này nếu mà chọn gỏi đu đủ hay là sò chị nghĩ rất ngon. Ngon mà thiết luôn. Đưa bóp yên thêm càng nữa, lấy càng nhỏ. Ủa này bự quá. Nhớ được, được. Mình muối ở nhà nhiều ăn hơn 3 kg. Cái này lên càng nữa ngon. Vậy mai mốt mình muốn này ăn đâu cần kêu người Việt Nam mua 3 kg Việt Nam qua đâu. Việt Nam thì đâu ai đem qua đâu nữa ăn. Thì là như em mua 7 đạo ngoài em đâu chấp ăn đâu. Ngon không? Cái nào ở bên đây nó mua rẻ. Mà mặn bố mày á, tối ra còn ngủ. Hôm nào không nói chưa mặn, chị thấy mặn rồi đâu mà thấy không? Đồ ăn thích hào quá trời. Cay.